Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác đam mê bẫy cu gáy trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay show bên em lại làm một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác một cái lồng bẫy cu gáy mà em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì các bác quan sát trên màn hình đây, em sẽ giới thiệu chi tiết về cái lồng bẫy cu gáy này. Thì đây là cái về phần móc treo này. Đấy, móc treo để các bác treo lên các bác bẫy nhá. Đấy, móc treo này thì được tiện rất là nhãn nhụi rồi. Đấy, làm thì rất là đẹp mắt này. Đấy là về phần móc treo. Còn đây là một chỗ chóp này. Đấy, móc treo và chóp. Còn về cái nguyên liệu chính làm nên cái bộ khung này thì được làm bằng gỗ song và lan tre các bác nhé. Đấy, ngoài ra thì còn loại gỗ bạch đàn này để làm tạo lên cái bộ khung cho nó vững chắc. Đấy. Còn về cái phần lưới của cái phần mặt sập này thì được làm bằng lưới sợi dù, sợi thì khá là to, đảm bảo cho các bác là đi bẫy cu gáy nó không bao giờ bị đứt được cái lưới này. Còn về cái phần đây là làm bằng thép các bác nhá. Đấy, mặt sập này thì được làm bằng thép này. Còn ở về phần nó xoa sập của nó thì được làm bằng thép chịu lực các bác nhá. Đấy, nhà em đã làm ra tận ngoài này cho các bác này. Đấy, làm ra tận ngoài này cho các bác để đảm bảo cho các bác là mang đi đánh ấy, đôi 3 4 5 nó không bao giờ bị nhão được cái lò xo này. Còn và đây là nó có hai cái gong này. Đấy, hai gong này. Thì khi các bác không sử dụng ấy, thì các bác có thể là sập cái này lên. Đấy, và đây có một cái lẫy gài nhé. Thì các bác gài. Đấy, mang đi vận chuyển thì con cu gáy của mình ấy nó sẽ không bị hoảng sợ. Đấy là về cái phần này. Đây em sẽ quay tổng quan cho các bác tham khảo một lượt. Cái lồng này thì rất là hay do nghệ nhân đã đi bẫy cu gáy ấy, rất là nhiều năm và đúc kết ra được làm ra một cái lồng này. Đấy. Hàng này thì hàng đặt các bác nhé. Giá của nó thì cũng rất là rẻ thôi. Đấy, nó sẽ rẻ hơn so với cái lù cu Malai. Đấy, lù cu gáy Malai và cái lù cu Thái Lan ấy là cái hàng này là rẻ hơn rất là nhiều các bác. Đây là có một cái lưỡi gài thì các bác bỏ ra. Còn là em sẽ giới thiệu đến cái phần bên trên này. Đây là bên trên này thì nhà em đã phủ cho các bác một cái lớp lá móc nhá. Đấy, thì ở quê em thì gọi là lá móc, còn ở quê các bác thì em cũng chưa tìm hiểu. Thì ở đây phủ cho các bác một cái lá móc này và một cái lưới để cho nó không bị lòe xòe nhá. Đấy, một cái lưới, lớp lưới này phủ lên này rất là gọn này để đảm bảo cho các bác là tăng cái tính ngụy trang. Đấy, con cu gáy nó sẽ khó phát hiện ra đây là cái lồng bẫy. Đây làm thì rất là chắc chắn, và ở dưới này cũng một cái lớp lá móc ở bên dưới này đó nhé. Đấy, một cái lớp lá móc này. Thì cái lồng này ấy, rất là tiện lợi, nếu mà các bác không sử dụng vào công việc mà đi bẫy cu gáy thì các bác có thể là nhốt luôn. Đấy, nhốt luôn và lồng nuôi cũng rất là đẹp mắt. Đấy, còn về cái phần bên trong này, đây là phần bên trong để mình nhốt con mồi các bác nhé. Thì nhà em thiết kế cho các bác một cái cửa đây. Đấy, cửa thì lan thì bằng tre này. Đấy, kéo lên kéo lại rất là tiện lợi và mình sập xuống này rất là chắc chắn này. Đấy, phần cửa. Còn về bên trong phần cầu tử để con cu gáy nó đậu này. Đây, phần bên trong cầu tử để con cu gáy đậu thì nhà em đã thiết kế cho các bác là tạo thành những cái rãnh ấy để đảm bảo con cu gáy của mình nó đậu lên thì nó sẽ không bị trơn trượt. Đấy là về cái phần bên trong nhốt cu gáy thì rất là rộng rãi các bác nhé. Đấy, cái phần bên trong nhốt cu gáy mồi của mình thì rất là rộng rãi. Đây là nó bị mắc. Đấy, rất là rộng rãi này. Còn ở về phần dưới phần đế, đây là dưới phần đế thì nhà em đã thiết kế cho các bác một cái tấm alu này, cũng đóng khung xung quanh rất là chắc chắn rồi. Đấy, và một cái dây thép luồn lên để đảm bảo là khi mình gài ở dưới đáy này. Đấy, mình gài ở dưới đáy này, con cu gáy của mình nó sẽ đi vệ sinh hoặc là rơi vãi thức ăn, rơi vãi ra thì nó sẽ không bị rớt ra nhà. Đấy, nó không bị rớt ra nhà thì các bác có thể là nhốt trong nhà, treo ở trong nhà. Mình chơi cu gáy ở trong nhà cũng ok. Nói chung là lồng này thì có hai tác dụng. Một tác dụng của nó là mình có thể là mang đi bẫy cu gáy này. Một tác dụng nữa là mình có thể là nhốt con cu gáy của mình vào đây nuôi. Đấy, cũng rất là ok. Đấy, thì đây em sẽ quay tổng quan cho các bác một lượt nữa. Đấy, thì bây giờ là em sẽ test thử cái độ nhận của cái lồng này. Đây, ở đây có một cái lẫy gài các bác nhé. Đấy, một cái lẫy gài và cái mặt sập này. Thì ở đây có một cái khuy. Thì khuy này thì các bác gài cho em một cái mức vừa đủ thôi. Đừng gài sâu quá, mà đừng gài lông quá. Thì con cu gáy ở ngoài tự nhiên ấy, con cu gáy bổi nó sẽ vào đấu này. Thì khi nó bước chân vào đây là khi một cái cầu tử bàn đạp các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ bước chân vào đây. Đấy, nó sập. Độ sập của nó rất là mạnh. Thì nó dây dụa thì không bao giờ thoát ra khỏi được các bác nhé. Đấy, rất là chắc chắn này. Nó dây dụa thoải mái cũng không ra được. Đấy là về cái lồng này. Và giá cả của nó thì rất là rẻ, thì em giới thiệu thêm một cái nữa là nhà em cung cấp cả cái lồng bẫy, lồng nhốt cu kia, đấy, lồng thổ nhốt cu. Đấy, thì các bác nào mà có nhu cầu, và nhà em cung cấp cả số lượng lớn các bác nhé. Các bác nào mà có nhu cầu
mà mua lại mà cung cấp cho người dân ấy, thì các bác cũng cứ alo thì bên em sẽ có giá rất là ưu đãi cho các bác. Còn về đây là một cái tổng quan, một cái lồng bẫy cu, một tổng quan một cái lồng bẫy cu gáy các bác nhé, đấy, rất là đẹp mắt. Thì các bác nào mà có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ. Còn bây giờ là một cái video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.